hay thì nó là cái việc tác trần này này, đúng không? Đúng, cái trần này TG là tác của trần này, nếu chưa có ta phải load tác, đúng không? Nếu mà bên này chúng ta có sẵn một cái tác rồi được nha, mình sẽ làm như thế nào. Ví dụ như cái tác trần đây, tôi có tác ở đây có sẵn này này, cái tác này cũng chỉ là lấy thông tin thôi. Các bạn có thể là Ctrl C sang bản này, bản này Ctrl V, ok đây. Thì cái tag này ấy, bạn sẽ chọn này TG này, sẽ có tag. Thì bạn chọn vào cái này thì bạn sẽ thấy đây, nó sẽ là code này, code 26 đúng không? Còn ở trên này nó chưa có ký hiệu đúng không? Trần thạch cao ấy. Bây giờ tôi gọi là TC bao nhiêu? TC01. Thì đây là trần thạch cao, TC01 cao 26. TG, ví dụ tôi chọn ở giữa này, thì đây nó là bao nhiêu? 28 này, bạn thể là freehand này, bạn đưa vào đây này. Cái này là bao nhiêu? 28 đúng không? Đây. Bạn chọn đây nhỉ, kéo đây. Cái này bao nhiêu? 26, bạn để chọn freehand này, các bạn để vào đây. Code 26 là code nào? Code này ví dụ cũng đưa vào đây, và các bạn phải chọn pick hot. Ví dụ như pick hot là pick vào cái trần nào? Trần này này, này pick hot, select hot, chọn trần nào này, chọn này pick hot. Thì chọn cái trần này là 26, còn chọn cái trần bên trong này là 28, đúng không? Nó giật lên trên mà còn gì nữa, cái trần này chả thấp nhất gì nữa đúng không, còn cái này là 28 đúng không? Đó thì nó tự động nó sẽ đánh code. Thì tất cả những cái này ấy, thì nó đều là Edit Family. Thì bạn sẽ thấy đây là các ký hiệu này. Nếu cho em hỏi ấy, em thể tự tạo nó tròn hay là bằng két của em bằng cái gì thì kệ em. Mà cái này Add Label này nó là cái gì? Là Trademark, là ký hiệu này. Còn đây nó là gì? Nó là cao độ, nó là High Offset Level. Với là cao độ của nó lên trần thì mình đưa tham biến vào đây thôi. Ok, đúng không? Thì bản chất nó sẽ có cao độ này, Dim này, đúng không? Còn vấn đề nếu nếu mà em thể hiện ở đây nó giật cấp ở đây như thế nào, đúng không? Thì mình có thể dùng Detail Line DL ở đây. Ví dụ như mình chọn như này, hoặc mình chọn một cái nét đậm. Ví dụ tôi chọn đây là tôi tạo đây, vào Manager đây, chọn một cái nét đậm thôi, tôi không cần phải chọn nhiều. Đây, chọn đây. Ví dụ như tôi chọn đây là nét bao nhiêu? Nét 0.7 cả, đúng không? Tôi chọn đây, Line, ok. Các bạn chọn đây nó thành bao nhiêu? 0.7. Và màu này ví dụ chọn màu đỏ là ok. Thì đây các bạn dùng lệnh DL detail line thì các bạn sẽ biết là chỗ này nó sẽ làm sao. Change code thì các bạn chọn đây, chọn nét 0.7 là chọn từ đây như này đúng không, nó lên nhảy đúng không, đúng chưa? Đấy thì ví dụ như là chỗ này nó sẽ phải làm sao, giật xuống nhảy đúng không, như này như này như này. Phải như này chứ nhỉ. Đây. Thì ví dụ như là một cái mặt cắt nó qua như này, được nha, nét này nó có thể đậm quá thì mình có thể chỉnh sửa vào đây. Được nha, bạn chọn này là nét không mấy thôi. Rename mình chọn nét 05 đây chẳng hạn. Ok, chỉnh sửa đây là bao nhiêu? 0.5 là ok. Thì mình sẽ biết là cái vị trí mặt cắt này qua nó như thế nào. Còn để mà các bạn nhìn thấy cái đường đằng sau này, chọn đây thì các bạn có thể là Override by Element. Đối với đối tượng này mình có thể chọn là Half Tool là mờ một nửa, hoặc các bạn có thể chọn Transparency là làm sao trong suốt này, bỏ Half Tool đi, ok, trong suốt như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái gì, cái đèn này được nhá. Và cái đèn này các bạn muốn nét đứt thì các bạn có thể quản lý bằng VG, bằng Lighting, rồi hoặc là các bạn có thể chọn đây Override, tôi cứ nói Override Element một đối tượng thôi, hoặc đấy này một đối tượng này, thì các bạn có thể chọn cái nét Protiline này, nó là nét Dash chẳng hạn, đây là một nét mảnh nét 01 chẳng hạn, màu của nó ví dụ màu vàng ấy chẳng hạn. Ok, đây các bạn sẽ thấy nó màu vàng này, thì nó thành một cái nét đứt như này, các thấy không? Thì quản lý bản vẽ các thứ thì bạn sẽ nhìn thấy.
đúng không? Thì các cái đèn này các bạn đều phải tác được TG, các bạn chọn cái đèn này thì nó phải lốt lốt đèn, lốt tác đèn thì chọn đây. Thì các bạn chọn vào annotation này, nó có phần là gì? Electric, thì trong electric nó sẽ có tag của gì? Lighting. Bạn chọn tôi chữ lighting như nào. Đây, lighting furniture tag. Ok. Thì khi lighting furniture tag bạn kích vào đây, bạn sẽ thấy là cái đèn này nó sẽ có thông số của cái đèn này. Đúng không? Thông số cái đèn này các bạn muốn lấy cái thông số gì cái đèn này ra đây, hoặc là cái ký hiệu của cái đèn này là gì? Vì từng cái đèn này chúng ta cũng sẽ phải thống kê được. Ví dụ như ký hiệu đây là trimark, đúng không? Tôi chọn đây là downlight, à đèn led chẳng hạn, tôi ghi đây là led 1, đúng không? Ok. Này. Các bạn sẽ thấy đây nó đang là led 1. Các bạn để click đúp đây. Các bạn thể VG, các bạn show nó ra rồi các bạn làm sao? Rồi các bạn sửa tên cái này nó sẽ thành cái gì? 2.0 chẳng hạn, đúng không? Cỡ chữ, phông chữ rồi mọi thứ. Cái này thì buổi trước tôi đã nói rất nhiều rồi. Cái này ta làm đi làm lại quá nhiều lần rồi, đúng không? Cái này đây. Ê cùa là co kéo đây. Cái mà em hôm trước em hỏi đấy. Hiểu không? Đây này. Less chẳng hạn. Ok, này. Thì những cái này thì mình có thể co kéo này, hoặc em có thể vẽ thêm này, grid này, line này, em design cái gì theo ý của em thì tùy. Này này. Đúng không? Có bên em nó cong hay nó tròn hay nó vuông thì nó chỉ là một cái gì thôi. Một phần ký hiệu thôi. Ok. Hiểu đây không? Đấy, thì bây giờ tất cả những cái này chúng ta đều có tag và chúng ta đều phải có ghi chú ở dưới này, TC01 là gì, LED01 là gì, kích thước bao nhiêu, như nào, hiểu nhá. Đấy, thì vấn đề ở đây là chúng ta đang thể hiện được cái gì, được cái bản vẽ của bản vẽ trần. Nên còn thông số thì nó bên đây mình đã có code rồi thì mình không cần phải đánh L đánh code, nếu bình thường mình đánh code vào đây thì cũng được, nhưng mà mình không dùng cái code này làm gì cả, đúng không? Vì mình có code ở đây rồi, mình chỉ cần code này thôi, mình đưa cái tag trần mà nó có code rồi, đúng không? Thì trong thông tin trần nó chỉ cần là vấn đề là các bạn chọn cho tôi được cái mặt cắt khe này và chi tiết của nó và gì tác được cái đèn này. Thì khi thống kê này các bạn sẽ thấy là tổng diện tích thì bạn biết chọn đây là grand total này, đúng không? Ok, thì là ba đây rồi. Formatting các bạn chọn lên là diện tích đây, calculator total nó là 14,25 mét vuông đối với cả trần ấy, thì là nó sẽ có toàn bộ cả mặt dựng, đúng không? Nó phải tính cả mặt dựng đúng không, tính phần thạch cao ấy, đúng chưa? Đấy, chứ không nếu mà tính phòng ấy thì các bạn sẽ dùng room đây, các bạn sẽ biết ngay được cái phòng này bao nhiêu mét đúng không? RT này, room này, số phòng này, chọn này. Phòng này có bao nhiêu, 13,4 mét đúng không? Mà thống kê trần nó thành bao nhiêu? Trần nó 14,25 mét, thì nó liên quan đến cả khe hát này. Cái mặt dựng này. Có hiểu không? Có nghĩa nó phải tính cả cái mặt dựng của cái khe hát đấy nữa. Thì đây là diện tích nó sẽ tăng hơn so với diện tích sàn. Như làm thi công thì nó sẽ tính như thế. Còn vấn đề bọn em làm thiết kế thì bọn em chỉ đo mỗi cái diện tích ấy thôi, còn ra thi công hay là nó sẽ phải tính diện tích là cái diện tích thạch cao đến đâu, trần đến đâu, thì những chỗ nào có tấm thạch cao thì phải tính tiền, vì những cái khe đấy làm rất mất công. Đến như em còn không tính được nữa thì mới đưa cho dự toán, em vẽ cái mô hình của em còn không kiểm soát được nữa thì em đưa cho dự toán nữa, kiểm soát kiểu gì? Nó cũng không có ngôn ngữ, công ty không có một cái, ví dụ như bên anh nó sẽ phải có là mã dự toán, vẽ là vẽ, ví dụ như thiết lập các cái khối lượng ấy theo mã dự toán thì dự toán nó mới biết được là cái khối lượng ấy theo mã bao nhiêu. Nhưng bây giờ em đưa cho cả cái này cho dự toán thì biết làm sao được, vấn đề mình vẫn phải support cho họ, ví dụ họ cần bao nhiêu khối lượng trần là bao nhiêu thì mình cho nó một họ họ một con số theo tầng chẳng hạn, hoặc là theo 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 chủng loại, đúng không? Thì họ biết để họ dựa vào đấy họ làm, còn nếu mà để kia thì họ vẫn phải giải trình bóc tách
nhá. Nhân ví dụ như bóc trần ấy, thì họ phải làm sao, họ phải đo có bản vẽ trần, có phải bản vẽ chi tiết trần là bản vẽ như thế nào, là em phải đim kích thước ở đây này, em đim kích thước của cái khe trần này là bao nhiêu đúng không, và em phải có chi tiết của cái trần này là bao nhiêu nhá. Đây em phải đim kích thước này đúng không, ra cho họ biết là khe này là bao nhiêu, rồi chi tiết trần này em phải có một cái chi tiết này ra cho họ, thì họ mới biết là giật lên bao nhiêu, tính mặt dựng này là bao nhiêu, tính này là bao nhiêu, tính này là bao nhiêu, mất thời gian đấy nha. Nhưng mà họ bóc như thế rất lâu, nhưng mà như của anh làm thi công, anh thì bóc một phát này là chuẩn luôn. Vì thi công thực tế thì anh chỉ cần biết số này anh gọi thầy Cao đấy nhá, gọi thầy Cao thì em biết là một tấm là bao nhiêu, 1m22 đúng không, 1m22 nhân với cả bao nhiêu, 2m44, nó rơi vào tầm khoảng 2,97 m đúng nhá, nó rơi gần 3 mét vuông đúng không. Ví dụ như 14 mét này thì lấy bao nhiêu tấm, 3 năm 10 năm, lấy 10 năm lấy 5 tấm là làm đủ